Thưa quý khán giả, năm 2022, cả số lượng khách và doanh thu du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ đều tăng cao so với cùng kỳ. Để đạt được kết quả trên, bên cạnh kinh tế có những dấu hiệu phục hồi ổn định, còn có nguyên nhân từ công tác xúc tiến quảng bá không ngừng được đẩy mạnh trong năm qua. Ngày 20 tháng 10 năm 2022, thành phố Cần Thơ tổ chức chuyến xúc tiến quảng bá du lịch Cần Thơ đô thị miền sông nước tại Hà Nội. Hội nghị có sự tham dự của hơn 150 đại biểu là lãnh đạo của Tổng cục Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Sở Du lịch và doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh Ninh Bình, Bắc Ninh, Thái Nguyên. Hà Nội là một trong những cái thị trường mà có lượng khách đến với Cần Thơ nhiều nhất. Thì chúng tôi cũng mong muốn là với những cái sản phẩm mà chúng tôi xây dựng đó, thì được du khách phía Bắc, nhất là các cái du khách của thủ đô sẽ thích hơn. Thông qua hội nghị thì nhân dân thủ đô cũng như du khách trong và ngoài nước cũng có thể biết đến là du lịch của Cần Thơ nhiều hơn, để từ đó rằng là sẽ tới Cần Thơ tham quan và trải nghiệm nhiều hơn. Trước đó 3 tháng, thành phố Cần Thơ cũng đã tổ chức hội nghị tương tự tại tỉnh Thanh Hóa. Ở chiều ngược lại, vào tháng 9 năm 2022, các tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình và Bình Định cũng đã tổ chức hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch tại Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Hội nghị được Tổng cục Du lịch Việt Nam đánh giá sẽ tạo nên nhiều cơ hội mới cho sự liên kết phát triển du lịch giữa 4 trung tâm du lịch lớn của cả nước. Hội nghị là một cái cơ hội, là một cú hích để tạo đà cho các doanh nghiệp vào cuộc, bắt tay kết nối và trao đổi trung chuyển khách và tạo nên những cái luồng khách mới, tạo nên những cái sản phẩm du lịch mới, những cái kết nối mới vô cùng hấp dẫn. Năm 2022, thành phố Cần Thơ đón và phục vụ trên 5.134.000 lượt khách, tăng 142% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu về du lịch ước đạt 4.117 tỷ đồng, tăng gần 200% so với cùng kỳ. Đạt được những kết quả khả quan trên, có phần lớn hiệu quả từ công tác đẩy mạnh quảng bá xúc tiến trong thời gian qua. Cái nguyên nhân đạt được đó, thì cái sự quan tâm của lãnh đạo của thành ủy và chỉ đạo sâu sát của Ủy ban Nhân dân thành phố và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành và các địa phương để làm sao góp phần để phát triển du lịch trong cái tình hình mới. Đặc biệt ở đây thì ngành văn hóa cũng xây dựng cái đề án để làm sao thực hiện tốt cái nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy để làm sao đến năm 2025 về cái ngành du lịch của thành phố Cần Thơ phải cơ bản sẽ thành kinh tế mũi nhọn. Song song với đẩy mạnh xúc tiến quảng bá trong nước, năm qua thành phố Cần Thơ còn tham gia quảng bá du lịch trực tuyến và trực tiếp tại các quốc gia trong khu vực, tham gia hội nghị hợp tác du lịch tại Đài Loan, tổ chức các gian hàng quảng bá du lịch Cần Thơ tại các sự kiện trong và ngoài thành phố. Bên cạnh đó, đặc biệt quan tâm thực hiện chuyển đổi số trong công tác quảng bá xúc tiến nhằm đạt được những kết quả khả quan nhất.